bệnh nhân này vào là từ khi tiếp nhận là chúng tôi tiếp nhận là cháu bé là trong hoàn cảnh là cháu vào là quấy khóc nhiều, cháu không bú được, thứ hai nó có vết thương ở trên đỉnh đầu. Thì sau khi mà xin ý kiến hội chẩn cùng với bác sĩ Nguyễn Công Bằng trưởng khoa, bác sĩ Trần Quang Sơn, bác sĩ Trần Chiến, thì chúng tôi quyết định là phải mổ lấy kim ra khỏi đầu cháu. Nên trường hợp này nó có khó khăn là cháu bé mình 40 ngày tuổi, nên là việc gây mê là rất khó khăn. Thứ nhất, thứ hai nữa là về kinh nghiệm để làm những ca như thế này, chúng tôi chưa hề có kinh nghiệm làm những ca như thế này lần nào cả. Mình về đây trường hợp chúng tôi gặp lần đầu tiên. Mặc dù chúng tôi làm ca khác, ví dụ như là có cháu bé 13 tuổi là bị tên nó bắn xuyên qua đầu này, được lấy rồi. Hoặc là như anh Sơn, bác sĩ Hồng Quang Sơn là từng mổ trường hợp là có cậu thanh niên bị cái xà beng nó xuyên từ trán ra vào đằng sau, thì Sơn mổ lấy cuộc sống rồi anh ạ. Thế nhưng mà trường hợp mà bị đâm kim và thoát là những trường hợp đầu tiên chúng tôi gặp, và cháu nó còn nhỏ quá. Thế cho nên là chúng tôi phải thống nhất, chúng tôi đã có gây mê và lựa chọn những phương pháp vô cảm thế nào tốt nhất cho cháu. Đến lấy gây mê là có bác sĩ Nông Thị Thu, phó trưởng khoa gây mê, cùng với lại bác sĩ Dung, thì đã thống nhất là tiến hành là chọn phương pháp tốt nhất để gây mê, đảm bảo là vẫn lấy được kim ra mà vẫn theo dõi được cháu. Nói chung là cuộc mổ tiến hành thuận lợi thôi. Thì sau mổ thì có những cái tôi sợ nhất là, thứ nhất là cái kim này nó sẽ đâm xuyên qua cái, tôi sợ cái nguy cơ là đâm xuyên qua xoang tĩnh mạch dọc trên hoặc là đâm vào cái phạm các mạch máu lớn ở trong não thì có thể gây chảy máu. Và một thứ hai nữa là kim này nó có thể gây tổn thương thêm các cái vùng não, khi đâm nữa tổn thương các vùng não cũng quan trọng. Thì qua theo dõi thì sau khi mổ thì hiện tại rút được kim ra. Thì sau khi mổ thì hiện tại thì cháu tỉnh táo, cháu bú được, không quấy khóc, không sốt. Đấy là những cái là tín hiệu mà cho thấy là tiên lượng của cháu thì cũng một chút đấy, cũng có khả quan. Đấy, thì bây giờ thì vấn đề trước mắt của cháu là vẫn tiếp tục điều trị tiếp cho cháu, tiếp tục dùng thuốc theo dõi cho cháu ăn uống. Đấy là những cái mà cần phải tiến hành. Đấy, thì con em có thể là cái thời gian mà lỗ cháu đến đâu mổ cho cháu thì thực ra thì đấy, không ấy là từ khi mà hội chẩn quyết định mổ lựa chọn gây mê cho đến khi mà xong rồi trong vòng một tiếng.